Hello các bạn, hôm nay thấy tôi đẹp trai không? Hôm nay tôi đi offline ở Long An và có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó chính là chở những phần quà tặng thưởng cũng như là tiền tài trợ về cho cái hội Long An các bạn nha. Thì nói chung là mình cũng là dân Long An và mình cũng là nằm trong ban tổ chức chương trình. Và mình hôm nay mình chở mấy phần quà như là bắt cộng nè, rồi extra bio nè, rồi ba cái thức ăn, rồi cũng như là tiền từ thiện mình đã kêu gọi quyên góp mấy anh em để quyên góp cho người nghèo. Thì bây giờ mình đã đến nơi rồi và bây giờ mình xuống lấy hàng đem vô để trưng bày lên các bạn nha. Ok, clip hôm nay sẽ là đi offline và đi từ thiện. Rồi. Rồi, cái này là extra bio. Ôm vô. Ok. Rồi cái này là bắt cộng nha. Ôm luôn cái máy xay vô luôn. Máy xay sinh tố nè. Mà ôm bắt cộng đi cho mạnh. Thôi. Con nào đó không anh? Nè, con nè. Ôm vô. Cái cha này Dương. Thôi để cho con bự kia ôm kìa. Rồi Dương. Rồi cái này là Atomy Vĩnh Châu của Văn Kiệt Atomy. Hồ sô Nufa BP rồi. Để mình sẽ làm một cái chương trình trả lời về bệnh cá nó nhanh. Chút xíu, bây giờ đấu giá cá trước đi. Rồi ok, bây giờ các bạn muốn đấu giá, các bạn bỏ phiếu cặp nào đấu giá trước cho đấu giá luôn. Bây giờ còn đông người thì cái tỷ lệ đấu giá sẽ cao hơn. Chắc anh em có đã có đầy đủ kinh nghiệm hết rồi. Còn anh em nào có thắc mắc về kinh nghiệm nuôi cá thì có thể đứng lên hỏi để con rắn cái bông nói rồi. Xin chúc mừng đội Bình Chánh thắng. Anh nghe luôn thôi. Rồi thắng con. Con cá xài gì đó. Đại diện, đại diện, đứng vô, đứng vô, đứng vô. Giờ này là đang chiến thắng cho Bình Chánh. Ô, xin chào các bạn. Các bạn thấy mình đang đâu? Mình đang ở trong hãng xe Yamaha, tính đi mua xe. Không phải đâu. Câu chuyện là đang đi trên đường đi từ thiện thì cái xe nó bị hư. Bây giờ vô đây ngồi chờ đợi nó sửa cái bánh xe. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái chương trình từ thiện offline của hội Long An đã quyên góp được bao nhiêu tiền các bạn nha. Và bây giờ mấy anh em, thì mấy anh em đây cũng sẽ chuẩn bị đi vô để trong chùa để cho bên chùa, để bên chùa làm từ thiện hộ bên mình. Chứ còn mà bên mình kêu đi từ thiện thì có mười mấy triệu à, nên thành ra là cũng không có số tiền, không có nhiều, cũng không biết cho ai bỏ ai. Đây là cái danh sách, đây là cái danh sách hôm nay tụi mình làm offline. Thì nó bao gồm, nó có hai danh sách. Cái danh sách thứ nhất là những người, những bạn ủng hộ ở trên group. Đây những cái bạn ủng hộ trên group các bạn nha. Thì số tiền cho không có nhiều, chừng mấy trăm mà, nhưng mà cái đó là cái lòng của mọi người. Và cái tổng tiền cho trên group là 7,7 triệu. Còn bên đây là cái tiền mà mấy anh em gọi là đấu giá cá. Cá thì mấy anh em đem tới để tặng cho chương trình để làm từ thiện, và sau đó mình sẽ đấu giá rồi bắt đầu lấy cái tiền này chích ra để đi từ thiện thôi, chứ không có gì hết. Đây. Các bạn thấy xem không? 5-600 không, cá còn xịn lắm nha, không giỡn đâu. Bên đây tổng ra con số là 15.450.000. Thì bên mình sẽ cho hai người. Thứ nhất là bên mình sẽ cho bên chùa, một cái chùa ở gần đây mà cái vị chủ trì chùa rất là hiền. Cho chùa thì mỗi hàng tháng đều có làm từ thiện cho người nghèo. Và người thứ hai là một cụ già đi lượm rác ngoài đường. Thì tiền này
Đó. Tiền tươi thóc thật luôn các bạn nha. Tiền tươi thóc thật luôn. Mấy anh em làm đây làm chích cha chích mẹ luôn, không lời được ngàn nữa. Còn phải bánh xe nữa. Giờ bánh xe tốn chắc khoảng cỡ 300 mấy nha. 600. 600 luôn. Phải giỏ luôn. Thay luôn. Chán đời vậy. Chán một biết nữa mà. Hai tiền các bạn nha. Tiền này thì mấy anh em chơi vui nhưng mà được ủng hộ mỗi người chút. Thì bây giờ mình đi cho Nguyễn Phát thì gọi là công chính liên minh. Ấy được nhiêu thì cho nhiêu, công khai với các bạn luôn. Đó. Thì nếu như mà cho hai người thì số tiền 15.450.000 thì bên mình sẽ cho bên chùa là 12 triệu, còn 3.450.000 thì mình sẽ cho cụ già bằng việc là gửi bao thư với lại gửi mấy nhu yếu phẩm cần thiết thôi các bạn nha. Rồi bây giờ bên mình có chuẩn bị quà nè, mở quà cho khán giả người ta xem nha. Đây là đường gạo mắm muối, kiểu bột ngọt đồ ăn. Gạo nè. Gạo ha. Mười mấy ký luôn, hai bịch. 20 ký á. 20 ký, bịch 20 ký. Dầu ha, một ngọt ha. Đây, 20 ký gạo. Đường. Nói chung là những nhu yếu phẩm cần thiết thôi. Bây giờ em lấy bao thư em bỏ vô cho anh 12 triệu coi. Lấy cái này ra đi để tiền nó bay á. Nè trong đây có sắp 500 nè, lấy sắp 500 cho đếm trước á. Bỏ bao nhiêu bao thư đi. Dán lại. Rồi minh bạch các bạn nha. Lo không? Lo chương trình này. Chương trình này làm chương trình này lo dữ không? Lo chứ cũng lo. Lo. Tại, sợ nó không hoàn thành mà nó không mang tay mang tiếng nữa. Cũng hên đó là có mấy nhà tài trợ, người ta tài trợ cũng khá nhiều quà. Nói chung là tài trợ cũng khá nhiều quà nên thành ra là anh em cũng gọi là thư thả hơn trong cái việc mà tặng quà cho mấy bạn đến tham dự. Ok, ngồi đợi chút xíu để xe nó sửa xong nha rồi mình đi nha các bạn nha. Rồi còn muốn mua xe hả? Trả góp để kêu hỏi coi trả góp được. Trả góp ở đây. Ở đây cho lấy chiếc Exciter. Lấy chiếc Exciter vừa chạy được. Mình tới rồi các bạn ơi. Chùa ở trong hẻm rất là sâu. Chùa rất là đẹp. À trời mưa quá. Mưa tầm tã luôn. Ướt như chuột luôn. Bây giờ đi vô. Thầy mới về, thầy đi tụng mới về. Ướt nhẹp luôn. Dạ. Chào thầy. Muốn chết quá không. Giờ mình giới thiệu với các bạn thì đây là chùa Liên Hoa ở dưới Tân An. Thì chùa này thì chỉ có một mình thầy là chủ trì ở đây thôi, là một mình thầy chăm lo coi ở đây hết. Thì thầy hay đi làm từ thiện ở mọi người xung quanh đây á, thì thầy có nói là khi nào mà thầy mất á thì mới có chủ trì khác về. Thì mỗi cái dịp rằm lễ hay là những cái dịp lớn á thì thầy đều làm từ thiện để giúp đỡ những cái hộ khó khăn ở xung quanh đây. Đó là cho gạo, đường, nếp, đồ các kiểu. Đó, thì mời các bạn theo chân mình đi vào bên trong nha. Rồi thì trong đây là chánh điện của bên chùa. Dạ, thì đây là thầy. Dạ, con mời thầy ngồi. Dạ. Tại đây là trong khuôn viên của bên phía chùa Liên Hoa. Thì hội Gupi Long An cũng có một số phần quà cũng như là để gửi tặng tới thầy và các hộ gia đình khó khăn ở đây. Dạ thì này con gửi thầy. Với lại hội Gupi Long An cũng có gom góp được một số phần tiền. Thì trước mắt là con gửi cho chùa. Đặng là với lại phần còn lại thì con nhờ thầy gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ họ. Dạ. Đúng rồi.
ta làm từ thiện trong sống ấp những người nghèo khó, dạ, giúp cho bà con được thoải mái hơn chút xíu. Dạ. À, nhờ hôm nay có các con đến hỗ trợ thì thầy cảm thấy rất là quan hỷ, và cũng như tháng tháng cái tinh thần mà phục vụ cho bà con nghèo khó khăn, đó là một hành động rất là tốt để thể hiện cái tình cảm những gì có thiện tâm của mình thương mọi người và cứu khổ cho mọi người. Thì em cũng xin chia sẻ, thì ở đây là địa điểm là chùa Liên Hoa ở Tân An, ở khúc Thủ Thừa gần chỗ cầu Voi. Thì mọi người nào mà có lòng hảo tâm có thể ghé chùa đặng ủng hộ giúp đỡ cho chùa, cũng như là giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đó, thì em cũng thay mặt chùa thì cảm ơn tất cả các anh chị đã xem được video này. Dạ. Dạ. Thôi, rút quân, để thầy nghỉ ngơi đi. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn thầy. Chào thầy. Dạ. Xin chào mọi người, mình là Nhân. Bữa nay mình đi chung với bạn Thái. Bạn Thái nè. Tụi mình đi tới chỗ bà cụ mà nhặt rác á. Tụi mình đưa tiền cho cụ. Thì cái bữa ốp xô á, cái tiền ủng hộ á, thì mình trích một phần cho cụ, còn một phần nữa thì gửi cho lên cho chùa. Rồi giờ mình với lại Thái và Bảnh để tặng tiền cho cụ nha. Rồi đi Thái. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ. Dạ, thấy bà tội nghiệp ghê không? Rồi rồi. Đó, thấy mấy bạn thấy bà tội nghiệp không? Ai mà ở thành phố Tân An mà đi ngang đây là sẽ thấy bà nha. À, bà mỗi ngày là bà lượm rác ở đây nè. Đó. Ở trước nhà Văn hóa thiếu nhi Long An á. Rồi.